Xuân Ngọc xin chào các bạn. Khi châu Âu, châu Á và châu Mỹ lao vào cuộc đua năng lượng tái tạo để ứng phó với biến đổi khí hậu, châu Phi liệu có đang bị lãng quên? Câu trả lời là không. Vào tuần tới, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu châu Phi sẽ diễn ra tại Kenya với sự góp mặt của nhiều nhà lãnh đạo trên khắp thế giới. Đến tháng 10, cuộc họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới cũng lần đầu tiên được tổ chức ở Maroc. Đây là những sự kiện không thể tốt hơn để châu Phi khẳng định tầm quan trọng và giới thiệu các cơ hội đầu tư trong thời đại mới. Những cơ hội đó là gì? Tại sao giới tư bản phương Tây luôn dành sự chú ý đặc biệt cho lục địa đen? Hãy cùng Xuân Ngọc trả lời các câu hỏi với nội dung hôm nay nhé! Và các bạn đang đến với chương trình Tại sao lại thế? Hội nghị thượng đỉnh khí hậu châu Phi. Vào tuần tới, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu châu Phi sẽ được tổ chức tại thành phố Nairobi của Kenya với sự góp mặt của các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới để thỏa thuận về nhiều dự án năng lượng sạch trên khắp lục địa. Bà Shoipan Tuya, Bộ trưởng Môi trường và Khí hậu Kenya cho biết, quốc gia này rất vinh dự làm chủ nhà khi hội nghị thượng đỉnh về khí hậu châu Phi lần đầu tiên được tổ chức. Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh lần này xoay quanh các chủ đề như tái lập đầu tư có lợi cho khí hậu, cơ hội đầu tư để châu Phi tự chủ lương thực. Theo đó, các thành viên tham dự hội nghị sẽ thảo luận và chia sẻ kiến thức để nêu ra những phương án thực thi tốt nhất. Tại sao các hoạt động đầu tư hướng đến châu Phi lại quan trọng như vậy? Theo tờ Guardian, xu hướng này không chỉ vì những cơ hội sinh lời liên quan đến khí hậu, mà còn xuất phát từ một thực tại khác. Nếu không đầu tư vào châu Phi, thì cả thế giới sẽ gặp bất lợi. Trong 3 năm qua, nhiều sự kiện chấn động xảy ra trên toàn cầu, từ dịch Covid đến xung đột tại Đông Âu. Với bối cảnh này, sự liên kết giữa các chuỗi cung ứng và nền kinh tế có vai trò then chốt như thế nào, hẳn ai cũng nhận thấy. Đặc biệt, thị trường năng lượng và thực phẩm đã bị tổn thương một cách dễ dàng khi gặp những cú sốc. Nếu các quốc gia phát triển hơn không đầu tư vào các nước nghèo, những cú sốc tương tự có thể lặp lại và tác động đến an ninh toàn cầu. Theo bà Kristalina Georgieva, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, lực lượng dân số trẻ của châu Phi chính là cơ hội cho sự phục hồi kinh tế của khu vực. Mặc dù vậy, nếu không được đào tạo và không có việc làm thì cơ hội sẽ trở thành rủi ro. Bởi vậy, vấn đề quan tâm của IMF trong cuộc họp tháng 10 sắp tới là những giải pháp nhằm giảm lạm phát và hạ lãi suất. Tại sao vấn đề này lại quan trọng? Bởi vì IMF muốn thấy tỷ lệ tăng trưởng tốt hơn ở châu Phi. Cần hiểu rằng, khi tăng trưởng trên thế giới gặp khó khăn thì cơ hội dành cho các quốc gia thu nhập thấp càng hạn hẹp. Phát biểu từ Giám đốc IMF như một lời khẳng định thế giới cần đảm bảo để châu Phi có đủ tiềm lực và khả năng chuyển đổi nền kinh tế với mục tiêu lấy năng lượng tái tạo làm trọng tâm. Đáng buồn thay, lời nói là chưa đủ. Từ năm 2009, thì các nước phát triển đã hứa sẽ tài trợ 100 tỷ đô la mỗi năm cho các nền kinh tế đang phát triển. Nhưng những lời cam kết này chưa bao giờ được thực hiện một cách đầy đủ. Trong khi đó, để loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch và khắc phục thảm họa khí hậu, các nước đang phát triển sẽ cần hàng ngàn tỷ đô la thay vì hàng tỷ đô la. Theo ước tính, châu Phi cần khoảng 580 tỷ đô la, nhưng nguồn vốn tài trợ hiện giờ chưa tới 1/5. Cần biết rằng, nếu không hành động gì, những tổn thất từ biến đổi khí hậu ở khu vực châu Phi sẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu không cải thiện môi trường, lượng khí thải cao có thể khiến khu vực châu Phi cận Sahara mất 12% GDP vào năm 2050 và 80% vào năm 2100. Theo tờ Guardian, toàn cầu sẽ không thể nào thực hiện được chương trình nghị sự tăng trưởng xanh nếu không hỗ trợ mạnh mẽ và bền vững để châu Phi ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, các quốc gia trên thế giới cần đảm bảo ít nhất 50% nhu cầu tài chính dành cho biến đổi khí hậu, theo cam kết nêu ra tại hội nghị COP26 vào năm 2021. Ngoài những dự án chống biến đổi khí hậu, châu Phi còn hấp dẫn với nhiều cơ hội đầu tư khác. Khu vực này có nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào để sản xuất pin cho xe điện, nhưng chưa xây dựng nhà máy nào có công suất lớn. Tiềm năng với những dự án sản xuất chất bán dẫn. Trang tin Global Data cho hay Maroc đang cố gắng thay đổi hiện trạng này để trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn hơn. Theo ước tính, nhu cầu pin cho lĩnh vực xe điện vẫn tăng trưởng mạnh, chiếm 80% nhu cầu pin thế giới vào năm 2035. Hiện tại, Maroc đã là điểm nóng đầu tư xe điện với các nhà máy của Renault và Stellantis có tổng công suất 700.000 xe mỗi năm. Các nhà máy khác cũng đang được mở rộng để thúc đẩy song song lĩnh vực sản xuất pin. Theo đó, Bộ trưởng Công nghiệp Maroc Riyad Mansour
đặt mục tiêu công suất 1 triệu xe khi đến năm 2027. Vào lúc này, Trung Quốc đang tìm cách tăng cường sự thống trị trong chuỗi cung ứng pin, vì quốc gia châu Phi giàu tài nguyên thiên nhiên sẵn sàng đón nhận nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc. Trong 10 năm qua, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc và châu Phi đã vượt qua Mỹ với các khoản vay trị giá hàng trăm tỷ đô la cho các quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Congo, Zambia, Ghana và Zimbabwe. Công ty Goshen Hitech của Trung Quốc đang đầu tư hơn 6 tỷ đô la để xây dựng một nhà máy sản xuất pin có công suất 100 GW một giờ ở Maroc. Nhà máy này của Goshen sẽ là một trong 13 cơ sở có quy mô sản xuất lớn nhất trên thế giới, giúp Maroc có thể trở thành quốc gia dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô châu Phi. Với dự án của Goshen Hitech cùng với dự án của công ty Stellantis, Bộ trưởng Mezur kỳ vọng Maroc sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu sản xuất thêm 100.000 xe điện hàng năm. Tất nhiên, không phải vô cớ mà công ty Goshen Hitech của Trung Quốc mạnh tay đầu tư vào Maroc. Vào tháng 6 vừa qua, một mỏ lithium đã được phát hiện gần biên giới Maroc với Mauritania. Nếu tận dụng được nguồn lithium này, Maroc có thể tự cung cấp nguyên liệu để sản xuất pin và đẩy mạnh hoạt động sản xuất xe điện. Nguồn nguyên liệu vô giá của Maroc. Cần biết rằng, Maroc có hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ, EU và các quốc gia khác, nghĩa là đủ điều kiện để hưởng những lợi ích từ đạo luật sản xuất chip của Mỹ. Ngoài lithium, Maroc còn có những nguồn tài nguyên khác như mangan, coban và phosphat, đều là những thành tố quan trọng để sản xuất pin cho xe điện. Đến thời điểm này, Maroc đang tận dụng được lợi thế địa lý gần với châu Âu khi châu lục này cần loại bỏ các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 90% ô tô của Maroc được bán tại đây. Trong cuộc họp vừa qua của tổ chức BRICS, các quốc gia châu Phi muốn Trung Quốc chuyển từ mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng sang mục tiêu công nghiệp hóa khu vực. Vũ Bành, vụ trưởng các vấn đề châu Phi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, cần có sự thay đổi trong quan hệ giữa Bắc Kinh và các quốc gia châu Phi, đặc biệt khi xem xét Hiệp định Thương mại Tự do Lục địa châu Phi năm 2021. Theo đó, có các điều khoản cho phép các nước châu Phi được giao dịch miễn thuế với Trung Quốc trong tương lai. Khi Trung Quốc gặt hái thành quả từ việc khai thác coban và nhiều khoáng sản khác ở châu Phi, chính phủ Nhật Bản cũng khuyến khích các công ty đầu tư vào lục địa này với mục tiêu đạt lợi ích tương tự. Nhật Bản, đối thủ mới ở khu vực châu Phi. Trong tháng 8, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yasutoshi Nishimura vừa đến thăm 6 quốc gia châu Phi. Sau chuyến công du, ông đã ký các tuyên bố chung với Zambia và Namibia, hai quốc gia sở hữu tài nguyên đồng coban và đất hiếm. Tổ chức An ninh Kim loại và Năng lượng Nhật Bản cũng có kế hoạch làm việc với Cộng hòa Dân chủ Congo, nước sản xuất quặng coban lớn nhất thế giới. Hiện tại thì các công ty Trung Quốc đang tích cực đầu tư vào châu Phi, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Congo nhờ vào quy định môi trường lỏng lẻo Trung Quốc có thể nhập khẩu quặng từ Congo để tinh chế, từ đó giành được thị phần lớn trên thế giới. Cũng chính từ lo ngại về các dự án của Bắc Kinh, nhiều quốc gia châu Phi đang muốn tìm đến những đối tác ngoài Trung Quốc. Đây là cơ hội để Nhật Bản tăng cường tham gia vào chuỗi cung ứng các khoáng sản quan trọng thông qua hợp tác kỹ thuật và những phương pháp tiếp cận khác. Khi châu Phi trở thành mảnh đất đầy cạnh tranh, lục địa này sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều nhà đầu tư tiềm năng. Mặc dù vậy, liệu các quốc gia châu Phi có thể hướng tới việc phát triển năng lượng sạch để thống nhất mục tiêu cùng các quốc gia phương Tây hay không? Các bạn nhận định thế nào về vấn đề này thì hãy chia sẻ bình luận bên dưới nhé! Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Tại sao lại thế cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.